Ủa bên kia Genji không vậy? Ủa Genji tiêu banh luôn hả? Ủa thầy thứ ba đánh bờ đau luôn. Vậy? Ủa? Cái nhưng mà kẹo một công nha nè. Trời, anh Trung... Kén dữ trời. Anh Trung trốn luôn rồi chứ. Đi mình sao chậm vậy anh em? Nói gì đi chứ. Chị mình chơi game mà đạp. Vậy anh... Cái đấy tụi mình đưa thông tin cần thiết thôi nha. Ờ. Đúng rồi. Kẹo đây anh thấy... Ê gì vậy? Ê cúp rừng anh ơi. Cúp rừng Em đẩy nha. Hay quá Lê ơi. Hay lên. Hay. Còn ba gớt kìa. Ba gớt gặp Stanley thì cũng tiền. Thì đánh tâm lý người ta vậy. Em đẩy được, anh cứ tới đi, em đẩy. Tới đây. Anh quy flash nha, giữ em lại của mày. Mình thằng lấy bò lắm nha, Nên mình không hít được á. Sao đi này, mấy cái này liên linh tiếp đi này. Con bên kia mình đẻ trước đi này. Em cho em. Không thấy nó có ai bloom đi. Ai bloom đang ra. Về luôn. Đỡ đỡ với game đâu. Không. À báo không. Hết flash rồi. Đỡ thì cũng chết à. Làm chi vậy? Đem về đi. Trời ơi. Đánh Ari mà không né được cái cung đó. Còn lát mà né. Mấy đem đẩy chưa? Ờ đây nó đây nha. Ai da. Em nhớ ra đường nha. Khó rồi. Em nhớ ra đường nè. Ok, cú công hết rồi nha anh em, mày ra đánh em win nha. Cú công tung biến nha. Đánh rồi. Ok, đánh cú công nha đại ơi. Cú công... Em chạy ra đi nha, em đánh rồi. Cú công không lát. Ok, đợi tí giờ nè. E li hay, trời li e hay dữ rồi li á. Ở đây nè. Ủa sao Arim thì hết máu rồi. Bắn đồ. Ủa anh chết luôn hả? Hay dạ. Dạ. Mắt mũi không thấy ai cắm cả, tí mó lên trước rồi boss. Bị nó quýnh em ơi. Để cho nó ăn đi. Trời ơi sao mà biết được nó lên hay không, mắt đâu ra. Xong con Ari mà chưa đầy nhau mà hết ổn thế nhỉ. Em đang chả nó, thằng thằng tóc bị đánh đứng. Anh ơi, anh thở sầu cái gì, what the fuck. Mình không có bất ổn vậy được, những lúc như thế này mình ngồi mình bình tĩnh. Kiếm người đổ hờ. Hít thở sâu nha. Ai thở một cái đi anh em, 1, 2, 3, mình thở cái nè. Một pha này mình làm gì nữa giờ hả? Mới thở xong rồi bây giờ chắc phải hít tiếp á. Vậy thêm cái nữa. Bên kia chim quả quá. Bên kia mình nói thôi để nó đầu em thôi. Alo bé. Chế này chơi thôi. Ballet ở đây nè anh Vinh ơi. Chạy nha. Ballet rồi. Ballet thôi. Ballet. Cái gì vậy? Một phút nữa. Bên kia có lỗi gì không vậy trọng tài đâu rồi? Issue. What issue? Đánh giả thì có issue. Ba ra quần không? Tìm cãi nhau AD cố giữ hòa khí SE. Cỡ quân nha. Đi, vô tập trung anh em ơi. Nên nhận ra là nãy giờ anh em mình bất đoàn kết quá. Lỗi của rừng cả. Lỗi em. Lỗi em. Lỗi em á. Lỗi mít rồi. Lỗi hero đi. Ê, mất mít à, cho chồng. Tìm sắp ăn rồng á, anh em cho nó ha. Đúng rồi, phá mắt này xong rồi cho nó vô đánh thì mình đánh nữa nè. Có cần nhiều. Cần. Con tùy dụ đi. Xuống chứ, phải xuống, TP xuống vô chứ. Đây. Chơi nè. Con mất đúp nè. Con hết lát nữa nè. À, mít mình di chuyển lâu chứ tầm con Nami không biết dùng được cái giờ không á. Thế cũng không hết lát cái gì á. Tao chơi anh em, chơi anh em. Không biết quá. Ai. Trời, hiểu luôn rồi. Đây, anh em ơi, đây nó bắn quá, nó vẫn còn cái giờ. Cho bắn lùi anh em ơi. Trời ơi, lùi khỏi con bắt liền. Sao? Mình đánh từ 3, mình chấp chìm cũng được. Ê, mình chung kết mình bao năm mà ta. Này vòng ngoài chứ. Ê, hai đi rồi. Phải giết được cho đi. Đi đánh thường thành cái đánh ăn mạng á. Để chờ hai boss nó lề coi chừng bắn này.
À, tin vui là Ngô Công nó mất lát pha vừa rồi nha anh em. Hay quá. Okay. Tin vui nữa là thằng Ma Phai vừa mất lát nha. Rồi. Ê, chủ mày đứng đập đồ mày. Đập đồ cái lấy. Đi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Ê, nó không rồi, không rồi, em chuẩn bị em. Không rồi, có thật là không rồi, đang quy rờ, quy rờ, đang quy rờ nè. Từ từ em cái. Ok, cho em xin xin từ nè. À, có. Hay quá Leo. Ôi giời. Cái đấy đó mình ăn chủ con được, ăn chủ gì giết Ngô Công luôn hả? Lấy máu nha. Không thấy, thôi lần, thấy thôi lần. Tốt, đạt đánh chủ gần hết máu đạt luôn nha. Lên, đứng biết nha, em xin lỗi. Cho anh em có TP nha, em có TP nha. Thôi, TP nào, Zin TP lên không? Ăn chủ xong giết nó Zin. Hay gì đấy, từ cái gì đấy. Tìm lời nha, tìm lời. Chưa tới nơi. Chạy luôn, mấy cái lúc này mình phải giữ lại cái nhịp nè, còn không cãi nhau nha. À chắc tao chết mình tao trên lên á. Lia làm đội trưởng team với Lia. Chết chung rồi. Mình thua là mình. Hả? Mày chết. Hai có Lia ơi, bắn. Bắn hết Lia ơi. Đang ra Lia ơi. Hay Lia ơi. Giờ mày bắn cho tao chết rồi. Ui. Sau lưng lên, vào sau lưng nha. Ok. Tới đi. Thấy nè. Ok, khỉ hết W à. Họ phá hết rồi. Đây. Mày cho nó không có mắt mà. Đi. Anh thì cái chủ game ơi. Sao đồ ăn? Sao đồ ăn vậy? Mấy game ơi. Chơi game bỏ cuộc nè. Không có được gì nào, nó được. Tin bỏ cuộc hả? Mày đánh má. Rồi chùm lum á mày. À, ok. Chùm lum. Đi. Còn cái MSI đấy nha, Nên nhớ thằng này bị lại súp được. Không chừng này thì mình cho anh trai nói trước đi. Anh trai nói trước lát nữa nó trước nha. Ngồi lại sao anh Khánh? Tao anh mình đi ra mình đánh. Không, nhưng mà mình vừa đầu hàng đó. Ở hết tha đây nó trên kia lộp. Đánh nó một đánh nó một đánh nó đừng bỏ. Một đánh nó đừng bỏ. À hay đi này. Rồi mình ăn ha đi. Mình ăn luôn rồi. Ra đỡ trên rồi em bắt nha. Nó kéo vô rừng nha. Không sao, Jin giữ vị trí đi ra lại đi này nó phải ra sợ. Ai. Cần thêm con Nari nha. Con Nari mới đủ DC nha. Đây. Hay em ơi. Ai khỉ luôn. Mấy luôn anh em. Anh trai khỉ không có. Có 5 tiền rồi. Ok. Em không biết. Bắn mày không biết, cố tình mày không biết. Bắn chỗ nha. On air trúng cái nè. Mít hết rồi, đây chết. Cho khỉ là được. Khỉ phế rồi. Vô đây. Không đúp. Anh chịu rồi. Hay là đúng cái kịch bản hôm qua ra một cái nè giống vậy. Mình kia cho đặt tiền nét được không? Cái gì khó gì hài kệ. Kia hài quá. Lỗi. Giờ phần này mình còn hai người bắn ba rồi đánh win phần này đi thì mình resum mình đánh được.
mình nào cho thầy ba chờ mình nào. Bây giờ mình giả bộ mình kêu mình mau cỡ 5 phút đi, cái mình kêu ok nè, người đi hút thuốc, người mở Facebook họ là mình giết nha. Được. Để anh ba, để anh ba. Cái chiến lược này anh em mình chỉ dùng được một lần nên là hãy tận dụng nha. Ok. Về phải đánh chim lên. Để nhìn bài. Đi nặng anh ba ơi. Ê, cắt em đi xong luôn cho em đi xong. Anh đi, anh bấm đi, em bấm đi, em Chơi. Hay đây mà. Còn đây Ly ơi. Ly còn tốc biến nha. Được nghe lấy, mình chơi rồi. Anh đây không có biến nha. Bình tĩnh Ly. Má anh cười quá sặc, chảy cái nước mắt. Không phải. Mày nó sặc hát rồi chứ. Thằng này nó cũng đâu có ai được em đâu, nhưng mà để tôi đâu rồi. Đâu mày giết cho nó kia mày. Anh cay. Anh để tôi đâu. Anh để tôi giết rồi, mà phải. Đột biến quá. Nó còn ti. Phải đột biến quá. À không sao, Anh em cố quá, Má cố được kia mày hay thật. Anh cay ơi, nói trước đi em. Kiểu level 1 á, xong cái kiểu kêu mình đi về á, cái mít chết, cái để ngu công nó chớ gì đó. Mày làm tao mất tập trung quá. Tao làm gì mày? Chạy được thì mày phải nói chạy được chứ. Tụi nó chạy bình thường, tao có nói tình chết đâu. Mày phải nói chạy được, tao quan tâm mày, tao mới kêu mày chạy. Thì đó, xong mày chết xong tao có nói đâu. Mày chết level đầu rồi sao mày đổ lỗi tao. Đánh được, tôi không đánh được. Tưởng gì? Má bích đòn để chơi đổ thừa.